Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhật Thụy Trinh Nail của em sẽ xả hàng hộp và một số hàng không hộp. Bây giờ em lên trước hàng hộp nha mọi người. Về vấn đề hàng xả thì đã khách nào mà đã mua nhiều của em rồi thì sẽ biết được là hàng xả là bên em chỉ bảo hành máy cho mình là 5 ngày thôi. Em không có bảo hành máy 1 tháng như những cái con đồng hồ bán giá niêm yết bình thường khác nha mọi người nha. Và những con này nó đã có khoảng thời gian rất là dài chạy ở nhà em rồi, thuộc là dòng hàng tồn, hàng khách bơm, hàng khách cọc xong bỏ cọc, rồi hàng khách hẹn xong rồi là không lấy. Nói chung là nó sẽ bao gồm những cái loại hàng như thế thì nó đã có một khoảng thời gian là nó đã chạy rất là lâu rồi, nên bên em chỉ bảo hành máy cho mình thêm 5 ngày. Trong 5 ngày có vấn đề gì về máy ha thì mọi người báo lại với bên em, gửi hàng về bên em bảo hành cho mình. Qua 5 ngày là bên em không còn bảo hành nữa nha mọi người nha. Và những cái mẫu này là bên em hầu như là xả giảm từ 30, 40 đến 50, có khi 60% so với giá niêm yết bán bình thường. Thành ra là về cái ưu đãi mọi người, bên em cũng không có ưu đãi được nhiều. Ví dụ như bảo hành máy là bảo hành được 5 ngày. Và về vấn đề làm nước, nếu mọi người làm nước thì em sẽ tính thêm tiền làm nước nha mọi người nha. Còn không thì mọi người tự đi làm nước cũng được, chứ em bên em không hỗ trợ làm nước nữa. Và làm mắt cũng vậy, hàng xả bên em không hỗ trợ làm mắt. Nếu làm mắt mọi người phải trả thêm phí bằng mắt giúp em, tại vì giá là rất là rẻ rồi. Rồi ha, bình thường những cái phiên khác á, thì khách chuyển khoản hết, bên em sẽ fee ship đơn tối thiểu là từ 400. Nhưng mà phiên này là phiên hàng xả, cho nên em chỉ fee ship đơn từ 1 triệu nha mọi người nha. Nếu mọi người chuyển khoản hết, em sẽ phi cho mình đơn từ 1 triệu. Nếu mà đơn từ dưới 1 triệu, ví dụ như đơn 900, em cũng sẽ hỗ trợ luôn. Nhưng mà ví dụ như đơn từ 800 đổ về á, thì mọi người trả giùm em phí ship là 20.000 khi mọi người chuyển khoản hết. Còn nếu mọi người cọc thì mọi phí ship vẫn là 35.000 nha mọi người nha. Còn nếu chuyển khoản hết, tính giùm, hỗ trợ giùm em 20.000. Đó, khi chuyển khoản hết nha mọi người nha. Tại vì hàng nó rất là rẻ rồi, để mà được đủ 1 triệu thì nó phải rất là nhiều mẫu nó mới được 1 triệu. Chứ không thì có một mẫu nó có khi 200, 300 thì bên em không có phi được. Đó. Rồi khi mở hàng mình nhớ quay video khi mở hàng. Dù là mình có shipper đó hay không có, mình vẫn cứ mở quay video giúp em. Khi mở hàng quay video không quá dài vừa là được. Đó là từ đầu video khi mà chưa gọc cho tới lúc gọc luôn. Nếu vấn đề sai hàng, mất hàng, bên em hỗ trợ khi có video mở hàng nha mọi người nha. Rồi số tài khoản em để trên dưới hai số tài khoản, mình có thể chuyển khoản qua số tài khoản nào cũng được. Khi chuyển khoản mình nhớ ghi lưu ý giùm em nội dung chuyển khoản mã gì, S1, B1, A1 gì đó, thanh toán mã gì đó, nhớ ghi nội giùm em nội dung. Trường hợp khách không có nội dung, bên em sẽ đóng hàng sau cùng so với những khách khác. Tại vì khi mình đóng hết rồi, những cái mẫu nào còn lại là những cái mẫu đó khách lấy, em sẽ đóng những mẫu đó nha mọi người nha. Rồi số điện thoại ở trên bảng em có ghi cho mình, số đó là có Zalo và liên hệ luôn giúp em, gọi điện thoại luôn giúp em. Thì mình có thể inbox qua Zalo, inbox qua SMS. Hàng sale thì mình có khi mình đừng có gọi, mình nhắn đi để em có khoảng thời gian em check hàng, sau đó em trả lời lại cho mình là rất là dễ luôn. Mọi người gọi thì em cũng phải kêu mọi người chờ để em check hàng thôi. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã... Từ từ để em coi mã nào thích hợp nhất đây. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã B nha. B bò nha mọi người. B1. B1. Từ từ B1 em đầu tiên em xả mấy cái kính này đi nha. Cái này bữa trước em bán 300, kính này kính hiệu Dior nè. Đó, khăn túi đồ đầy đủ nha mọi người, hiệu Dior, hàng xịn sò, không có bị lỗi đâu. Nhưng mà do là hàng nó tồn lại nên em xả cho nó sập hàng, sập nhà, nhà rất là chật luôn. Khăn nè, khăn ngoài có mà khăn trong cũng có nữa, túi cũng có luôn. Này đi tặng là hết bài nha. Giá 300 là đã rẻ rồi đó mọi người, bữa nay em xả nữa là rẻ nữa. Đây, kính này mình đi được buổi tối luôn nha mọi người nha. Có chống tia UV. Kính này nó có chống tia UV và mình đi được buổi tối luôn. Đây màu trà cho em. Buổi tối, buổi ban ngày gì đi được hết, nam nữ gì đi được hết nha mọi người nha. Kính này ngang nó khoảng 15. 15 thì nói chung mình thích to thì mình mới đeo được, mặt mình cũng hơi tròn tròn to to thì đeo được nha. Đó. Con Dior hiệu nè. Gọng này là gọng mạ vàng nè. Đây.
rồi dập hiệu ở trong như thế này. Nó làm vỏ vỏ nhám á mọi người, vỏ nhám rất là xịn luôn. Rồi lên cho em cái kính này nha. Bữa trước em bán 300, bữa nay em xả xuống cho mình còn 200 full hộp, 200k full hộp cho em bao rẻ luôn, hàng hiệu không bị lỗi đâu, tại vì hàng tồn nên em xả thôi. Mã nó sẽ là mã B1. Lên cho em mã B2. Tiếp tục nha. Mỗi một cái kính hình như em có khoảng hai cái hay gì á. Đây. Em có ba cái hai cái gì em nhớ không nhớ. Đây con này là trắng rương thủy nè mọi người. Đó, Justin Dior cho em. Cái này là rất là chơi luôn ha. Đeo đi ba nè, đi chơi chụp hình nè. Má cháy bà bồi chét lửa luôn. Đó, dập hiệu mã code đầy đủ nha. Rất là đẹp chất. Cái chất của nó rất là đẹp và không có ba vớ này kia như những cái hàng mà trôi nổi ngoài thị trường nha mọi người nha. Rồi cái này em xả luôn cho mình 200. Đi buổi tối bé động đi ban ngày nha mọi người, này đi nắng nha. 200 cho em. Mã nó sẽ là B2. Lên cho em B3. B3 em lên cho mình tiếp nha. Con này bữa trước em bán 900 nè. Con này là con Swatch Wish mới, nó khoảng 3 triệu. Swatch Thụy Sĩ full hộp. Cái hộp rồi xuống tay cực kỳ luôn nha mọi người. Con này em lên đúng một lần duy nhất luôn á, tại vì hàng bên em nhiều, em khó ít khi nào em lặp lại lắm. Trừ khi nào mà khi em lên hàng lên vi đang trong lúc lên á, cái tự nhiên con nào ở trước mặt em bóc em vô em like luôn. Thì em có like lại. Còn hầu như mà nếu mà nó nằm trong tủ cẩn thận là em không có móc ra em like lại lần hai luôn á. Tại vì hàng rất là nhiều, không có thời gian để mà mình like lại á. Không có quay ngược lại được á. Thành ra em like đúng có một lần thôi, nhiều khi mình like cái video đó không có gặp được khách mua cái mẫu này. Tại vì người ta cái người mà muốn mua cái mẫu này người ta không coi cái video ngày hôm đó. Thì đáng lẽ mình phải like lại nhưng mà em không có like lại luôn, em đi ôm xả luôn. Size con này là size 41 cho em nha. Size 41 là bản size khá to, chất cao su mịn nha mọi người, cao su mịn dập hiệu, nó dập y chang cái hoa văn con y chang hoa văn người tòa nhà đồ là y chang ở ngoài đây luôn nè. Cái hoa văn nè, y chang nhau nha. Chất này gờ không xuống, trả lại tiền nha mọi người. Khóa dập hiệu cho em ở đằng sau nè. Đó, hàng này là hàng chưa có đeo. Hàng này là hàng zin nguyên bản mà hàng trưng thôi á mọi người. Về em đã thay hay pin hết cho mình rồi ha. Đang chạy chuẩn giờ, size 41. Chất cao su siêu mịn luôn. Bản này bản độc lạ. Bản này dành cho khách nào mà mình thích kiểu cái kiểu mà hoạt hình siêu nhân đồ đó. Thích cái kiểu độc độc nhiều màu sắc đó là lấy con này là ngay luôn. Con này Thụy Sĩ cho em nguyên hộp, hàng chỉ chân thôi, không có đeo. Rồi con này bữa trước em bán 900, bữa nay em xả cho còn 600, giảm mạnh 300 nha. Mà nó sẽ là mã B3 cho em. Lên cho em B4. B4 con này bữa trước em bán 1 triệu, con này là con Citizen hàng hiếm nè mọi người. Đây con này là con Nobila. Con này là hàng là khách đã mua rồi ha, xong rồi nhận hàng báo nhỏ quá là do là size nó chỉ có ba mươi mấy thôi, khách không để ý nên là báo bị nhỏ, thành ra là em hoàn về. Thì thường những cái hàng hoàn về em rất là khó bán luôn. Size con này là size 31 thôi, size 30,5 thôi. Cái này là nữ đeo á mọi người, độ mỏng nó chỉ có 3,5 mm thôi nha mọi người, chưa được 0,5 cm nữa nha, rất là mỏng luôn. Đó, vỏ nó là vỏ bọc vàng. Con này là hàng cái hiệu Nobila của dòng Citizen này, nó rất là ít có nha mọi người. Thường là nó rất là ít có luôn. Và mông của nó nè, con này là do cái nó có cái miếng miếng keo á, xong em lột ra. Em lột ra cái nó đi luôn cái nước vàng theo cái keo lâu ngày á. Cho nên là nó sẽ có bị hơi lấm tấm này chỗ này nha. Đó. Núm nè, núm đính đá cho em, người ta bán 1 triệu mấy con này không á. Nên là bữa đó bị như vậy mà em bán 1 triệu á. Rồi một góc lịch lọc cho em con này nè. Mặt đen cọc kim vàng nha, siêu đẹp luôn, độ mới cao. Full hộp như vậy em bán 1 triệu. Bữa nay em xả cho mình còn 700, giảm mạnh 300 nha. Mã nó sẽ là B4. Lên cho em B5 nha mọi người ơi. B5 bữa trước em bán con này. Con này bữa trước em bán 550, con này là cơ. Cơ dáng của Hulot. Có cái khóa zin của nó, em thay cho mình bộ khóa bướm nè và da đà điểu màu xanh navy luôn á.
cái bộ khóa bướm và da đà điểu này không 250.000 rồi mọi người ơi. Đó, con này là đồng hồ cơ nội địa của Trung nha mọi người nha. Có hỗ trợ có tay và sử dụng máy vàng cho em. Có hỗ trợ có tay, sử dụng máy vàng, dáng của nó là dáng giống mua lót đó mọi người. Size con này là size size 45,9 cho em nha. Ai mình muốn trải nghiệm cơ mà muốn rẻ thì lấy những cái con nội địa Trung này đeo là ok nè. Đó, rồi ở đằng sau như thế này cho em nha mọi người, đít xoáy. Rồi lên cho em con này. Bữa trước em bán cho mình 550, bữa nay em xả xuống còn 300. Là em bộ dây này không 200 mà mọi người ơi. Cái đồng hồ tính ra có 100.000. Là em bán kiểu về được bao nhiêu thì về, chứ không còn tính lời lãi luôn á. Đó, rồi lên cho mình ba, còn giảm cho mình còn 300, mà nó sẽ là B5. Rồi lên cho em B6. B6 bữa trước em lên con này. Con này là con 750 nè. Con này là con DW full hộp. Hộp lúc nào nó cũng mắc, mọi người đi mua cái hộp không. Ví dụ những cái shop hàng si họ sẽ chia lại cái hộp 150, 200 rồi đó. Size con này là size 36 nha. Size 36 cho em luôn. Dây khóa dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau như thế này cho em nha. Bản Lastic. Đó, dây la là da zin hết nguyên bản. Dây còn đeo được bình thường. Vỏ thép đúc trắng, mặt trắng, kim trắng nha. Size 36 cho em nè. Nam thì cổ tay bé 16 năm 17 đổ về đeo. Đó, mình đeo size nhỏ được. Đó, nữ thì mình thích to, mình đeo size 36 cho em. Rồi con này bữa trước em bán 750, bữa nay giảm cho mình còn 500 full hộp, giảm mạnh 250 nha. Rẻ ơi là rẻ luôn á, DW. Mã nó sẽ là B6. Lên cho em B7 nha. B7 bữa trước em lên con này. Con này là bữa trước bán 700. Con này còn có sổ hộp luôn nè. Sổ hộp luôn nè mọi người ơi. Cái hộp đã quá, cái hộp lót. Cái hộp lót lông êm tay lắm. Tát của nó là 27.300 in, 26.000 là chưa tính thuế nè. Đó, 27.000 là mới nó khoảng 5 triệu đó mọi người. Khoảng 5 triệu tư, 5 triệu 3, 5 triệu tư. Đây. Con này là hiệu đây. Con này là hiệu Cabane Dezuka nè. Đó, mắt của nó là mắt dắt nhiều cạnh nè. Đẹp chưa? Vỏ thép đúc đen bóng rất là sang luôn nha. Cái màu này mọi người đừng có sợ là bị bóc, bị bay nha. Nó không có bay đâu, mọi người đeo tới chán luôn nó còn chưa bay. Ở đằng sau đây. Đó, Cabane Dezuka. Cái này là thực ra cái mặt nó không có nhiều hết trơn á. Chủ yếu là nó làm cái mặt và cái dây nó luôn trong nguyên một cái bảng. Thì mình đeo như kiểu là một bảng đeo xuống vậy đó, hiểu không mọi người? Khóa nó là khóa bướm nhưng mà là mình đeo lên y chang như kiểu mình đeo vòng vậy á. Sang ngang 15 nha mọi người. Đó. Đeo như vậy là nó đeo nguyên một bảng như vậy nè. Bóng rất đẹp luôn, độ mới cao nha, không có bị chóc ở chỗ nào hết trơn á. Con này bao đẹp luôn cho mình. Con này cũng vậy, em lên có một lần duy nhất, em không có lên lần thứ hai luôn. Rồi, bữa trước em bán con này 700, con này sử dụng máy vàng đó mọi người. Rất là đẹp. Khóa là khóa bướm nha. Đó, bữa trước em bán con này 700, bữa nay em bán cho mình còn 450, giảm mạnh 250 nha. 450 cho em, hàng hộp chưa đeo, mới nó là 5 triệu mấy á mọi người. Vẫn còn giá tát trong này luôn nè. Đó, 450 cho em, mã nó sẽ là mã B6. Bữa nay là em rất là ý chết cha, mã nó sẽ là B7 nha. B7 cho em. Bữa nay em không có thời gian làm móng nên là móng tay chóc từ lưa nên mọi người đừng có nhìn nha. Mã nó sẽ là mã B8 cho em. Chuẩn bị lên mã B8 nè. Con này bữa trước em bán 250. Đây. Con này là điện tử thông minh, ấy điện tử của con nít đeo, mọi người, bé trai đeo mua về cho con cho cháu gì nè. 250 giảm còn 100. Mã nó sẽ là B8. Lên cho em B9 nha. B9 bữa trước em lên con này. Con này là em cũng like đúng có một lần duy nhất thôi, 900 nè. Bữa trước em bán 900 nè, con này con thị sĩ của Dekeny White á. Của hiệu đi kiếm người yêu nè. Full hộp sổ cho em như thế này luôn. Like đúng một lần, không có like lần thứ hai luôn. Rồi full hộp. Mặt oval nha, màu tím violet cho em con này. Size 17,2.
nhân cho 24,5, 17,2 nhân cho 24,5 cho em. Đó, đẹp má la luôn. Mà oval thép đúc nguyên con, ở trong là màu tím violet. Đó, dây đúc khóa dập hiệu nè. Rồi lên cho em con này nha. Full hộp như thế này cho em. Ừ, để em coi cái form tay nó là bao nhiêu. Form tay con này 16. Form tay 16 nha, dưới 16 mình cắt mắt được. Rồi form tay 16 nha. Ở DK New White hiệu máy Thụy Sĩ. Máy Thụy Sĩ cho em full hộp. Bữa trước em bán 900, bữa nay em bán cho mình còn 500 đi. Giảm mạnh luôn á, giảm mạnh cho mình 400. Hàng cái hộp không là đã 200-300 ngàn rồi, nếu như mọi người chia lại. Cần thì nó mắc, nhưng mà không cần thì nó không có là bao nhiêu. Rồi 500 cho em, mã nó sẽ là B9. Rồi B10 nha. B10 bữa trước con này em bán cho mình là 800. Con này là con dòng Eco River sóng radio nè, của dòng Riruno á. Riruno cho em nha. Đây, full hộp. Rồi đằng sau cho em như thế này, nó là radio Solatest nha mọi người, chạy sóng radio hình tròn. Size con này là size 36,3, năng lượng sóng radio. Em để hộp biết bao lâu mà vẫn chạy đúng giờ, mở ra là tự động kích hoạt giờ liền luôn. Chống nước 100m nè. Hàng xịn sò luôn á mọi người. Size này là size dành cho mấy chú đeo hoặc cổ tay nam nhỏ nha. Con này không có dạ quang. Rồi lên cho em con này full hộp của nhà Riruno. Để em coi form tay nó từ mấy đến mấy nha. Form tay này 17 đổ về nha mọi người. Đó, báo rõ số tay luôn cho mình, tại vì bên đây không có làm mắt. Nếu làm mắt là phải tính tiền, cho nên em báo rõ luôn. Rồi 700 cho em, ấy lộn, size 17 cho em. Bữa trước em bán 800, bữa nay em bán cho mình còn 400, giảm mạnh 50% nha. Mã nó sẽ là mã B10. Rồi lên cho em B11. Con này là like cũng đúng một lần duy nhất, 1,2 triệu tới bây giờ luôn. Con này là máy Thụy Sĩ nè, ISL hiệu. ISL nó có hai loại máy, Nhật và Thụy. Con này là máy Thụy luôn nè, full hợp. Con này là sản xuất chính gốc của nhà ISL, nó không qua cái nước thứ ba luôn. Đó. Size con này là size 19,5. Nó là thuộc dạng nguyên một bảng nha, trên dưới bằng nhau nguyên một bảng, đeo như đeo băng đôn vậy. Rồi ở đằng sau còn nguyên tem đích cho em, Swiss Matte Thụy Sĩ nguyên tem đích, chuẩn thép đúc luôn, rất là đẹp. Đó, con này thì khỏi sợ không vừa, con này có mắt dự phòng, rất là đẹp nha. Con này bữa trước em bán 1,2 triệu đó, full hộp nè, dập hiệu cho em như thế này luôn. Nói chung mà ai mà thích cái sự tinh tế, đơn giản mà bóng loáng á, địch lãm á, nữ mà mình đeo kiểu như là chức mình làm chức vụ lớn này kia, mình đeo cái kiểu nghiêm túc á, là thích cái con này nè. Con này là dáng của nó cong ôm phơm nha, nó là dạng có khóa nhưng mà nó làm ôm phơm cho mình như vậy luôn nè. Rồi 1,2 triệu giảm cho mình còn 800, giảm mạnh 400 đó. Thụy Sĩ mà bán bằng Nhật luôn, mà nó sẽ là B11. Lên cho em B12 nha. B12 bữa trước em bán con này hiệu Pháp Paris nè, 780 nè. Con này bữa trước em bán 1,000,000 có người mua, nhưng mà do cái con này nó bị lỗi mặt nè. Đây full hộp thẻ luôn, cạc luôn nha. Sổ nha, tát nè, tát của nó nè. Đó, đầy đủ luôn. Con này khảm trai, do cái mặt á mọi người, cái kính á, cái kính nó bị nó giống như nó lên ván bên trong. Kính này là kính thủy nè, kính thủy đen á, nó lên ván bên trong á mọi người. Còn bên ngoài sờ là bình thường hết nha, không có bị là bị bên trong á, khảm trai. Cái này là bên em không có tác động vào được, cho nên bán rẻ cho mình, size 22,5. Con này dặn lắc nha mọi người, mặt khảm trai.
Đó, góc 12 giờ có đính kim cương nguyên tát như vậy cho em luôn. Khóa bấm rồi ở đằng sau nè. Đó, đằng sau như vậy. Vỏ là vỏ mạ vàng cho em, mặt khảm trai, kính giác cạnh kim cương. Đó, nếu mà mình đeo mà mình hoạt động thì không để ý nhìn kỹ nè. Nhìn thẳng vào cái mặt nó ưỡn tới ưỡn lui mới thấy nè. Đó. Rồi 8 780 bị lỗi á, em bữa trước là đúng ra triệu mấy á. Rồi bây giờ em xả luôn. Xả luôn cho mình còn 400 full hộp. Em bán bèo bọt mây trôi luôn á, bán không có xác định là lời đâu nha mọi người. Những cái con này về được bao nhiêu thì về đó. 400 cho em, mã nó sẽ là mã B12 nha. B13. B13 lên cho em con này. Bữa trước em bán cho mình 750. Con này là có mắt dự phòng, có tát luôn của hãng Rinoma hiệu Pháp nè. Do cái mặt bên trong của nó giống như nó bị ố vậy mọi người. Cái mặt do cái này người ta không có đeo mà người ta cứ phơi ngoài nắng, ở bên Nhật người ta cứ trưng bày á, nên tự động cái mặt nó bị ố. Kim dạ quang nha, size 32,8 cho em, dây thép đúc nè. Đó. Khóa dập hiệu nè. Rồi ở đằng sau như thế này cho em luôn. Đó. Từ từ để em coi đằng sau nó bị gì. Nó bị ghẻ mọi người. Cái dây của nó ok mà ai, cái dây của nó cũng hơi bị ghẻ ghẻ nè. Giờ mình mới để ý nha mọi người. Đó, dây nó cũng hơi bị ghẻ ghẻ thôi. Con này bán rẻ cho mình 200 thôi. Full hộp. Bán đại 200, bán bộ máy 200 cho em nha, đang chạy ok la. B13. Rồi B14 mọi người ơi. B14 nha. Bữa trước em bán con này là con Nestaren. Con này là hàng nội địa của Nhật và nó hay về những cái con sáu kim rất là nhiều. Con này là không có con có về mấy con mà mặt bị méo một bên nó rất là đẹp. Cái hiệu này nè. Đây. Full hợp cho em như thế này nha, kim màu xanh vỏ vàng. Dây là dây dù. Size con này là size 37,8. 37,8 cho em. Nguyên tát nè, tát nó là 6.600, là 1.500.000 bên đó, 1.200.000, 1.500.000 gì bên đó đó. Đây, rất là cưng luôn, hàng máy Nhật nha mọi người. Dây dù máy Nhật cho em nha, đẹp. Con này là chưa có đeo luôn á, còn nguyên siêu luôn, size 38, e ba ở 37,8 là 38. Nguyên siêu bóc này, dập bên môi chống nước là 100 m. Cái hãng Nesta này ai mà chơi nhiều đồng hồ sáu kim mà sẽ biết nha. Đó, nam tay nhỏ, nữ thức to đeo. Rồi lên cho em con này. Con này em bán bữa trước là 650. Bữa nay em giảm cho mình còn 300 full hộp. Mã nó sẽ là B14. Rồi B15 nha. B15 cho em. Bữa trước em bán cái con này. Con này em về hầu như là em nhớ em về tới 5 con hay 4 con gì đó. Em bán không còn một con nữa. Xong cái con này là cái con khách bị bơm. Em bị bơm khách cọc, nhưng mà xong rồi là cọc 500, xong rồi là đến nơi là không có lấy. Em cũng không hiểu lý do vì sao, hết tiền, không có tiền hay đổi ý hay em không biết. Mà nhắn tin không trả lời, hoàng về cho em mất 80-90 ngàn luôn á. Tiền ship, tiền lưu kho, tiền gì trong đây nè. Đó, bữa nay em xả cho mình luôn. Những cái hàng bơm nó lâu ra lắm mọi người. Còn những cái hàng mà ví dụ như em để hoài em bán em vẫn ra được, mà hàng em bị bơm á, nó hoàng về nó lâu khủng khiếp luôn. Size con này là size 34,7, 34,8 cho em nha, là gần 35 á. Full hộp cho em như thế này. Nó có thêm một cái túi nữa. Hàng này là giống như là hàng mới, hàng trưng bày luôn, nên mọi người đi tặng là được hết nha. Rồi khóa dập hiệu Swarovski cho em nè. Bên ngoài của nó là những cái đá, đây là đá Swarovski. Viền của nó cũng vậy luôn, mặt khảm trai, máy thủy sĩ, kính sapphire. Rồi ở đằng sau Swiss Made nè. Còn nguyên tem đúc cho em như thế này nha. Đó, vỏ thép đúc cho em con này. Cái chỗ mà con ốc này nè mọi người, cái con ốc này nè, là cái chỗ này nè, hình trái tim nè. Đó, thấy cưng không? Đó, size 34-35 cho em, dây hiệu, dây khóa dập hiệu. Nói chung là di toàn bộ về là mọi người việc đeo không có làm gì nữa. Đó. Ở ngoài cái màu xanh nó đẹp hơn ở trong video rất nhiều nha. Rồi lên cho em con này, bữa trước em bán 2.500.000.
cách cộng 500 rồi, xong rồi bây giờ em xả luôn nha. Em xả vía cho mình với giá là 1,6 triệu nha, giảm mạnh 900 đó mọi người ơi. Là em trừ tiền của khách xong em trừ thêm cái tiền em xả nữa là còn 1,6 triệu nha mọi người ơi. Full hợp có một con duy nhất, không có đòi ra con nào nữa đâu. 1,6 triệu cho em, mã nó sẽ là B15 rồi B16 nha mọi người. B16 cho em con này, em cũng like đúng một lần duy nhất, không có like lần thứ hai luôn. Con này em bán cho mình 800 bữa trước á, em tặng cho mình thêm một bộ dây đó mọi người nhớ không? Em có nói như vậy á, tại vì dây da đỏ là không phải ai cũng thích dây da đỏ, thì mình không thích thì mình có quyền thay dây da khác đó. Với dây da nó vẫn đeo bình thường nha, dù có cái vết gấp rồi nhưng vẫn đeo bình thường. Mặt huyết đỏ cho em nè, mặt hai lòng, dáng rất đẹp, like đúng một lần luôn. Size 34 cho em con này, khóa dập hiệu cho em nha, ở đằng sau hiệu full như thế này nè, stainless steel nha mọi người. Dây nó là dây bắt bản lề rất đẹp luôn, dây hiệu cho em luôn. Rồi vẫn như vậy, em sẽ tặng cho mình thêm một bộ dây kim dạ quang, một góc lịch lọc. Con này rất đẹp, dáng rất đẹp luôn, dáng như cạch chia vậy đó. Rồi con này bữa trước em bán 800, bữa trước em bán 800, bữa nay em bán cho mình 500, tặng cho mình thêm một bộ dây nữa. Mã nó sẽ là mã B16. Rồi lên cho em B17 nha. Con này cũng vậy luôn, like đúng một lần duy nhất luôn. Bữa trước bán 901, full hộp, hộp sổ đầy đủ nè, vỏ thép đúc trắng nha, bên trong mặt hai lòng nha, nguyên siêu chưa bóc luôn, hàng xịn sò luôn á. Đằng sau nguyên tem đích cho em nè, đó rất là đẹp luôn nha. Dây cao su mướt mềm mượt như nhung vậy, bóp đồ rất là đã luôn. Size con này là size 34 cho em, nấm chưa bóc keo nó nè, rất là đẹp. Con này không có điểm nào chê hết trơn, đeo là rất là thể thao luôn nha mọi người, cân xỉu luôn, rất là sang. Rồi lên cho em con quát này, hàng chính hãng chuẩn nha. Con này bữa trước em bán cho mình 901, bữa nay em bán 600 full hộp, hàng chưa có đeo mà giá này là bèo bọt mi trôi, giảm mạnh 301 đó. 600 cho em, mã nó sẽ là B17. Lên cho em B18 nha. B18 bữa trước em bán con Mila Strong, con này là con Mila Strong cho em, bữa trước em bán 600, hộp ngoài hộp trong rất là nghiêm túc và xịn luôn á mọi người. Đó, con này mà đi tặng là má la nè. Ủa đưa, đúng tàu lao, đúng rồi mà còn tàu lao. Đây đó, full hộp sổ như thế này cho em, mặt màu trà nè, dây đồ mi nè, có mắt dự phòng nè. Trời ơi, má la. Đây, mặt của nó là màu cam trà cho em nha, cọc kim vàng, mặt hai lòng, dây đồ mi thép đúc bao đẹp luôn. À không có đúc nha, dây cuốn nhưng mà làm rất là chắc chắn. Đằng sau còn nguyên tem đích, máy dập ben, size từ 24 nha, size 23-24 cho em con này, rất là cưng luôn á, xịn lắm nha. Đó, cái này đi tặng là má la luôn, khóa dập hiệu. Đó, hàng chính hãng cho em chuẩn nha, máy dập ben, máy vàng á. Rồi, mã nó sẽ là mã B18, con này bữa trước em bán 600, bữa nay em bán cho mình 350, B18, không rẻ không lấy tiền luôn. Rồi lên cho em B19, bữa trước em bán con DW này, con này bữa trước em bán 800. Con này là size 36, hàng hộp. Hàng hộp nó sẽ mắc hơn hàng bình thường em bán á, mà bữa nay em xả luôn nè. Size này size 36 nha mọi người, size 36, cọc kim vàng hồng cho em nha. Đằng sau bảng classic nè, bọc vàng mạ vàng, khóa đồ dây zin hết cho em nguyên con. Đó, dây zin khóa zin cho em hết nha. Rồi lên cho em con này size 36, hàng DW, phiên bản huyền thoại rồi, không có bị lỗi thời luôn. Bữa trước em bán 800, bữa nay em xả cho mình còn 550, giảm mạnh nha, giảm mạnh 250 cho em full hộp. Mã nó sẽ là B19. Rồi B20 nha mọi người ơi, B20 nha. Con này bữa trước em bán 350 nè. Đây, dây da bò em thay bao mềm và dai luôn. Đó, kim à, một màu kim đỏ, kim xanh đó nè, rất là cưng.
Đó, hàng thời trang nhưng mà nghiêm túc. Da bò em thay. Size con này là size 43,2 nè. Đó, size 43,2 cho em. Kêu đi làm quăng quật đồ. Rất là cưng. Con này bữa trước bán 350, bữa nay em bán cho mình 200. Giảm mạnh nha, bộ dây da bò là không đủ tiền mọi người rồi. 200 cho em, mã sẽ là bản B20. Rồi B21. Bữa trước em bán con này 650 nè, con này là con Nissan hàng chính hãng cho em luôn. Có giấy, có đầy đủ hết, giấy bên Nhật mua nè. Rồi sổ từ lưa tà la nè. Đó, full hộp cho em nè mọi người. Cái hàng này là hàng chưa có xài nha. Cái này là dán kiềng. Dán kiềng cho em. Kiềng cái mình mở ra như vậy nè. Đó, rất là cưng. Chính cái mặt của nó cũng là cái khóa luôn. Tất cả đều là thép đúc nha, đeo không bao giờ bị rỉ nha mọi người. Hàng tại đang chạy đúng giờ cho em nè. Đó, xong mình tách vô như vậy. Phơm tay con này là từ 17 đổ về ha, 16 năm. 17 đổ về, 16 năm, 16 là đeo rất là đẹp luôn á. Dạng kiềng nha. Dạng kiềng như vậy cho em luôn. Rồi đeo vô rồi tháo ra. Một tay hơi bị khó. Okay. Ở đằng sau đây. Đó. Rồi full như vậy cho em nha. Cái kiềng này rất là cưng. Rồi lên cho em con này. Bữa trước em bán 650, bữa nay em bán cho mình 400. Giảm mạnh 250. Mã nó sẽ là B21. Lên cho em B22. Con này bữa trước em bán con này là con Timet. Ôi, con Timet này bữa trước bán 600. Cũng like có một lần một. Mấy con này hầu như là gì full hộp nè. Con này em thay dây rồi nha, em thay dây may viền rồi. Cái này là ấn, cái này rút nấm ra. Rồi mình xoay cái này nó xoay theo. Đó, cái này đang chỉnh giờ nè mọi người. Thấy không? Đó. Đang chỉnh giờ á. Em chỉnh đúng rồi, ok la rồi. Nó là dòng Timex gì đây nè. Hình tròn gì đó. Em thay dây rồi ha, và khóa bướm là em thay. Size con này là size 41,6 nè. Rồi bữa nay xả luôn 600, giảm còn 300, giảm mạnh nha. Giảm mạnh 50%. Mã nó sẽ là B22. Rồi B23. Con này bữa trước em bán 350. Con này thấy cưng lắm mọi người. Trời rất là cưng luôn á. Con này là nguyên cái hình trái tim hiệu Miu nè. Nguyên cái hình trái tim luôn nha, đang chạy đúng giờ luôn. Thấy cưng không? Bản da nè, bản da giống như nguyên bản da bò vậy đó. Đó. Tay mình đến đâu thì mình dán đến đó. Muốn dán đường nào mình dán, rất là cưng luôn, thấy cưng thiệt luôn á. Cái này nó bự nên lại không có đo size được. Đeo lên nó giống như nguyên một bản băng đôn vậy đó. Dễ thương, độc lạ. Rồi 350 nha, mày mấy nhật nha mọi người. Giảm cho mình còn 200. Giảm mạnh 150. Mã nó sẽ là B23. Lên cho em B24. Bữa trước em bán con này 1 triệu. Con này là của hãng Justin Bow nè, hãng này rất là mắc tiền. Full hộp. Có mã vạch nè. Nó full hộp của nhà Justin Bow. Design bởi Sydney ở Úc. Con này là còn nguyên siêu nha. Đó, siêu lột ra là đẹp má la luôn nha mọi người. Dressing bow kim cọc dạ, vàng hồng nè. Cái này là hình con chim ở trên cái hoa nè, hoa hồng cho em. Đẹp thực sự luôn, da là da nhung nha. Da là da nhung nha. Khóa là dập hiệu cho em, khóa vàng hồng. Rồi ở đằng sau cho em dập hiệu là Dressing bow Sydney. Rồi đây mã vạch nè. Size này size 43. Cái khóa nó cũng có mã vạch ha. Rồi dây nó cũng có mã vạch. Và cái đồng hồ cũng có mã vạch luôn. Size 43 cho em. Thấy cưng, rất là cưng luôn á. Trời ơi, con này người ta toàn bán 1 triệu mấy không mà. Em bán có 1 triệu là rẻ rồi. Bữa nay em xả luôn nha. Hãng này thì bữa nay em về nhiều quá nên em xả cho mình. Con này em xả luôn còn 700.
giảm mạnh 300, mã nó sẽ là B24. Rồi lên cho em B25. B25 bữa trước em lên con này. Con này là 1,6 triệu, con này là cơ mọi người. Về hộp sao em để nguyên vậy nha. Đây. Con này là thép đúc đen bóng sơn tĩnh điện, bao bền màu luôn. Cầm mà cà vào máy nó còn thiếu điều không muốn đi nữa, đừng có nói là bị bay nha. Khóa dập hiệu cho em, cái thương hiệu này giống Longines quá mọi người. Cái biểu tượng đó, biểu tượng nó giống Longines. Trailer Rolex nè, thép đúc cho em, chống nước 100m. Con này là cơ, con này là cơ nha mọi người nha. Mình thấy cái lỗ ở trong cái tim nó đập không? Cơ cho em nha, đang chạy đúng giờ, ok la. Niền không xoay, dây thép đúc nguyên con. Size con này là size 39, size 40 nha, con này là size 40. Cơ automatic có hỗ trợ có tay, dây rất là dài. Hàng hộp, đó, hàng cơ hộp cho em luôn. Bữa trước em bán 1,6 triệu, bữa nay em bán luôn cho mình là 1,1 triệu, giảm mạnh 500 nha. Giảm rất mạnh luôn á con này. 1,1 triệu cho em, nó sẽ là mã B25. Rồi B26. Con Anikin bữa trước em bán 650, full hộp, có giấy tờ đầy đủ. Đẹp má la luôn cái hộp. Đây cái kiền, mặt này mặt mù trà, hồng trà cho em nha. Dán kiền ở đằng sau nó như thế này. À đâu, đây. Đó, đó nó như thế này cho em nha. Kiền phơm tay là 17, đổ về 16, 16 năm đeo ok. Đó, 17 đổ về cho em. Size mặt là 30, size 29,8 là 30 nha. Rồi cái dán kiền này, bữa trước em bán cho mình là 650, bữa nay em bán 300, giảm mạnh 350, mã nó sẽ là B26. Rồi lên cho em B27 nha. Con này bữa trước em bán 730. Con này là của dòng Citizen. Citizen mà nó bỏ vào hộp này nè. Có hộp là càng tốt, để vậy cho mình nha. Đây, con này là dòng Citizen cho em luôn. Nó là thương hiệu của thằng từ từ. Để em kéo cái này qua một bên. À con này nó chạy sóng mọi người. Con này giật bên mo nó có chạy, ấy nó có cái chức năng King Stop gì á. Em rút ti ra là cái này nó về 12 giờ nè. Nó là dòng Citizen Wika. Citizen Wika nha. Giờ mấy giờ rồi? 2:42. 2:42. Đó. Con này có dạ quang nha. Cái chấm tròn bên ngoài này là dạ quang nè. Đó, những cái chấm tròn này là dạ quang cho em nha. Thép đúc nguyên con. Size 31,7. Rất là cưng luôn. 6 kim. Citizen Wika bản 6 kim thép đúc. Một góc lịch 3 giờ mới cống còng cong. Full hộp cho em như thế này. Để em coi cái phông tay nó tới đâu. Phông tay 16, 16 năm đổ về nha. Con này bữa trước em bán cho mình là 730, bữa nay em bán 410.000 đồng, giảm mạnh cho mình 320, là giảm rất mạnh luôn, giảm mạnh cho mình 320 nha. 410.000 đồng, mã nó sẽ là B27. Rồi B28. Con này bữa trước em bán 1 triệu, con này giống cái con hồi nãy mà nó size nhỏ hơn. Con hồi nãy size 43. Con này hình như là nhỏ hơn, có 35 thì phải. Đúng rồi, size 35 nha. Đó, dây là dây nhung màu rất là đẹp luôn. Dây nhung nha mọi người. Dây khóa nè, mặt đều có mã vạch hết. Đó, Justin Bow của hãng Sydney Úc. Size con này là size 35. Vỏ vàng hồng, có hình hình con chim ở trong này nè, chim chim mấy cánh hoa rất là cưng luôn á. Cái này mua đi tặng là số dách luôn. Rồi 700 luôn nha, giảm cho mình còn 700. Mã nó sẽ là B28.
B29 cho em cái con gu xì này đi. Con gu xì này là em bị khách bơm về nè. Buổi trước em bán 2 triệu rưỡi á, xong rồi khách cọc 500. Xong rồi em bán xuống 1 triệu 8. Nè, bị bơm về bán rất là khó. Bán khó kinh khủng luôn. Full hộp cho em nè. Đó. Con này là dạng giống như dạng kiềng đó mọi người. Full hộp sổ cho em như thế này nha. Còn nguyên siêu chưa bóc nè. Mặt màu nâu nè. Mặt màu nâu cho cô cho em con này. Con này là dạng kiềng. Cái này là mình thích dạng băng đôn, dạng bản đôn bự vậy nè. Thì mình hãy mua nha. Cắt mắt được, có nghĩa là phơm tay nhỏ vẫn đeo được. Nhưng mà cái bản là 32,7 nha. Cái bản đó là 32,7 cho em. Đó. Rồi đằng sau cho em như thế này. Cái này là dập nổi nha mọi người. Dập nổi nha. Rồi con này em bán luôn cho mình là xả luôn cho mình một nhiêu đây, 1,8 triệu, xả luôn cho mình còn 1,2 triệu đi, tại vì em tính là người ta cọc cho em 500, em tính cái tiền nó vào em trừ ra, xả luôn cho mình còn 1,2 triệu phun hợp, mà nó sẽ là B29. Rồi B30 cho em nha. Bữa trước con này là con này cũng là dressing bow Sydney, bản này là bản hợp da nè. Con này bữa trước em bán 1 triệu luôn mà bữa nay xả luôn cho 700 luôn đi. Đó, nguyên thẻ luôn nè. Đó, thẻ sổ đầy đủ nha. Đây có mã vạch đầy đủ, tag đầy đủ nha mọi người. Con này là vỏ vàng hồng cho em. Mặt bên trong là loang vân đá nha mọi người. Mặt trong là loang vân đá và cái siêu này là bóc ra là mất cái chữ này nha. Cái này là có cái siêu nè. Chưa có bóc á, bóc là mất tiêu cái chữ liền. Tại vì không muốn bóc thôi. Cái này là cái siêu. Đó. Bản này là size rồi để em đo size đó. Size nữa nó chuyển qua này hoài. Size 43 nha. Size 43 dây nâu rất đẹp. Đó, mình thích cái nào mình lấy cái đó cho em luôn. Nam vẫn đeo được, nam nữ gì đeo được hết. Size này là form này là unisex. Đó, rồi 1 triệu giảm cho mình còn 700. Mã nó sẽ là B30. Rồi B31. Con này cũng dressing bow luôn nè, sao bữa nay nhiều quá nè. Rồi bữa con này cũng 1 triệu còn 700 luôn đi. Con này là vỏ đà thép đúc trắng, ai không thích vàng hồng này lấy thép đúc trắng cho em nha. Mặt loang vân đá nè, còn nguyên siêu chưa bóc luôn nè mọi người, bóc ra là mới cống cong cong nha. Size 43 luôn đó. Dây là dây màu nude nè. Cái này nam mà muốn đeo thì đổi là dây đen là ok. Nó full tát như vậy cho em nha. Rồi bữa trước em bán cho mình là 1 triệu, bữa nay giảm 700 mà nó sẽ là B31. Rồi lên cho em mã B32. Con này bữa trước em bán 950. Con này là con Bow Smith full hộp, dáng vuông mặt tròn. Kính nó có xước em sẽ đánh lại cho mình nha, không yên tâm nha. Size con này là size 37,8 nhưng cho 39,7, dáng vuông mặt tròn kim xanh dạ quang, xanh két nè mọi người. Kim xanh két cho em. Đó. Này là theo đánh giá của em tròn á, là nó sẽ là tầm 39-40. Rồi đằng sau đít xoáy nha, nguyên tem đít cho em của hãng Bow Smith. Để em coi cái form nó tới đâu. Form nó là form 10. Form con này là 17 năm. 17 năm ra 17 năm 10 gần 18. 18 non á. Rồi full hộp cho em nha. 950 giảm cho mình còn 600 full hộp. Mã nó sẽ là B32. Rồi B33. Con này bữa trước em bán 500 mới ở đây luôn nè. Em này em vậy á, không có thời gian lai lại. Dây hoa hồng nha. Mặt hoa hồng, kim hoa hồng, có đính kim cương hồng. Rồi đằng sau nè. Đó, dây rồi Les Rod nè, hiệu Les Rod có hoa hồng nè. Rồi, size này size 25 26.
Full hộp như vậy 500 giảm cho mình còn 300. B33 B34. Con này buổi trước bán 300 nè, full hộp luôn. Con này thấy cưng quá rồi ta. Đó. Con này là niền nhũ nha, niền nhũ. Con này con nít đeo á mọi người, dây xù, dây dù nè, con này con nít đeo. Rồi giảm cho mình luôn 300, giảm cho mình 150. Full hộp nè. Dây dù này rất là dễ nha, giặt cũng được luôn á. Đó. 150 cho em nha, B34. Rồi lên cho em B35 nha. Con này bữa trước bán 660. Con này còn bọc luôn nè mọi người, em thay cho mình bộ dây da đà điểu rồi á. Bộ dây 150 rồi. Đây nè, bộ dây rất là đẹp luôn, dây phần mặt chân nữa. Màu này là màu cà phê sữa nè, đẹp má la luôn. Đờ mi vàng hồng hiệu Lombardi nha. Đây đằng sau nè, mấy dẹp bên cho em hiệu đẹp. Size con này size 24-25. Trời ơi, lên tay là má la luôn con này. Đó, ai mà đang có ý định mua tặng là lấy con này nè. Đó, không có điểm nào chê. Nguyên siêu cho em như thế này. Em bán cho mình bữa trước em bán 660, bữa nay em bán cho mình 350. Giảm mạnh phân nửa tiền. 350 cho em, mã nó sẽ là mã B30 B35. Rồi B36 nha. Con này bữa trước em lên là 300 nè. Con này bữa trước em bán 300. Ôi trời trời má là. Đây. Dây da em thay nè. Da màu trắng em thay ha. Size con này là size 32. Size 32 cho em rất là cưng. Màu là màu hồng, hồng giống hồng bóng nha. Đây đằng sau là hàng thời trang. Da bò em thay, khóa em thay. Rồi con này em bán cho mình bữa trước là nhiêu đây? 300, bữa nay giảm cho mình còn 150. 150 hết cho em nha. Dây da bò không đủ tiền rồi. Full hộp cho em nè. 150 giảm cho mình, 300 giảm cho mình còn 150. Mã nó sẽ là B30 ohm. Bao nhiêu đây? Tự nhiên. B36. Rồi B37 nha. B37 bữa trước em bán 700. Con này là con Forbel. Forbel mặt lục lăng cho em. Con này mấy thụy sĩ. Forbel hợp nhung. Rồi lòng lòng bên ngoài hàng xịn. Mặt lục lăng dây đồ mi vàng. Rồi ở đằng sau cho em như thế này là mấy thụy sĩ. Size con này là size 30,7 nè. Size 30,7 cho em. Mặt lục lăng dây đồ mi. Mấy thụy sĩ rất là đẹp nha. Hiệu Aurele. Full hợp luôn. Phơm tay con này từ 16 năm đổi về 17. Nói chung là dây ok. Đó. 700 giảm cho mình còn 350, giảm mạnh 350 luôn phân nữa. Mấy thụy sĩ mã nó sẽ là B37 nha. Lên cho em B38. Em hết hàng hộp rồi, bây giờ em qua hàng không hộp. Rồi lên tiếp tục cho em mã B38 nha. Con này bữa trước em bán 500. Con này là con Nai. Con hiệu Nai cho em nha. Nó có lắm tắm chỗ này rồi. Và dây là dây da bò em thay rồi ha. Nai được nhiều người săn đón. Là size 44,7 ngang. Dọc là 52,9. Con này nó dán hình chữ S đó mọi người. Đây rồi đằng sau cho em như thế này nha. Rồi 500 giảm cho mình còn 260, giảm mạnh 50%. Mã nó sẽ là B38. Rồi B39 nha mọi người ơi. Con này bữa trước em bán 280. Mà là vỏ titanium.
vỏ titanium nó tốt cho sức khỏe mà nó còn không rỉ nữa. Con này là nó có nới ra được nè mọi người. Mình nới ra được tới đây nè, dây ngắn vẫn nới bình thường được nha. Mặc màu xanh thủy cho em, một góc lịch 3 giờ size 26. Đó, titanium vừa không rỉ, vừa nhẹ mà còn vừa sức khỏe nữa, đeo rất là tốt. 280 giảm cho mình còn 150 nha. B39. Rồi B40. Con này bữa trước em bán 220. Con này là máy nhật vàng luôn á mọi người, của dòng da xít nha mọi người ơi. Của dòng da xít hãng Sinh Lam, nguyên tem đích cho em luôn, nhựa trong này, mua cho bé đeo được ok la nè. Đó, thể thao nhựa trong cho em nha, rất là bền luôn. Bé quăng quật cỡ nào cũng không có bị bể bị gì luôn á. 220 giảm cho mình còn 130 đi. Giảm mạnh 30% ha. Ê, giảm mạnh 40%. 130 cho em nha. B40. Rồi B41. B41 con này bữa trước em bán 901 nè. Con này là con G sóc nha mọi người. Đây G sóc cho em Casio trong nước 200m. Vỏ đằng sau nè, mã nó sẽ là GA1140RB ha mọi người. Vỏ nó sản xuất tại Thái Lan nha, máy chuẩn hàng chính hãng của Casio G sóc luôn. Size con này là size 48,7 nè. Mọi người nhìn nha, nó có lắm tắm cái chấm chấm này nè, mấy cái chấm chấm với có xước dây chỗ này ha. Có xước dây. Đó, tình trạng dây đồ có xước có đeo rồi á. Nói chung con này ai mà muốn đeo để đi tập thể thao, đeo để đi làm hoặc làm hồ làm gì ngoài trời rất là bền luôn, khoái dập hiệu. Rồi con G sóc này bữa trước em bán 901, bữa nay em giảm cho mình, nó có bị chày lắm tắm rồi, giảm cho mình còn 550 đi. Giảm mạnh luôn nha, giảm rất mạnh cho mình rồi đó. Mã nó sẽ là B41 cho em. B42 nha. B42 cho em lên cho mình con này. Con này là bữa trước em bán 400 nè. Con này là của hàng Fila, hàng chính hãng luôn, khóa bướm bấm nè. Dây rất đẹp nha, dây y chang như màu titanium và mix với lại xanh coban nè. Đó, viền xanh coban kim cọc, xanh coban một góc lịch nè, lịch lọc cho em nha. Rồi ở đằng sau nè. Đó, size con này là size 34,5. Size 34,5 cho em con này. Fila, hàng chính hãng luôn, đang chạy đúng giờ, kim dạ quang, dây dài ha. 400 giảm cho mình còn 220. Mã nó sẽ là mã B42. B43 cho em. Con này bữa trước em bán 500. Con này là con nhìn y chang như vỏ titanium nha. Đây, hàng Givenchy hiệu nha. Givenchy hiệu cho em, máy Swiss, máy Thụy Sĩ. Dây của nó chất, cái chất dây và màu của nó y hệt titanium luôn. Đó, rất là ok la, mặt màu xanh đen. Size con này là size 20 nhưng cho 25,5. Dây dài ha. Rồi 500 giảm cho mình còn 300. Máy Givenchy Thụy Sĩ 300 cho em, mã nó sẽ là B43. Lên cho em B44. Con này bữa trước em bán 280 nè. 280 cho em, dây khóa bấm màu đen. Con này là hàng thời trang. Hàng thời trang mà rất là đẹp, nhìn như là đá ceramic vậy. Size 39,3 nha. Hàng thời trang đẹp, niền xoay máy nhật, dây cũng khá là dài. Rồi 280 giảm cho mình còn 150. Mã nó sẽ là B44. Rồi B45. Con này bữa trước em bán 650 nè. Con này là dây này, dây zin của nó em để lại cho mình. Em thay cho mình một bộ dây da đà điểu, khóa là khóa zin. Đó, mặt của nó là mặt thung lũng á mọi người, mặt nó rất là sâu và cái dáng cái kim của nó sẽ ôm theo form của cái mặt ha. Đằng sau như thế này cho em luôn, thép đúc vàng hồng, khóa vàng hồng rất là đẹp. Size con này là size 36. Size 36 cho em nha, mặt thung lũng kim cong ôm form. Đó, mặt thung lũng kim cong ôm form, size 36 da đà điểu xịn. Rỡ lại cho mình bộ dây jean.
650 giảm cho mình còn 350, giảm mạnh 300. Mã nó sẽ là B45 cho em nha. Rồi lên cho em B46. B46 con này bữa trước là em bán cho mình 860, con này là con rớt nè mọi người ơi. Con hàng rớt hiệu, hàng hiệu rớt. Mặt của nó là màu xanh xanh lá ngọc á, xanh ngọc. Size con này là size 41,7 ha. Dây là dây thép đúc, khóa là khóa dập hiệu. Ở đằng sau đít xoáy cho em như thế này luôn. Đó, chống nước là 200 m. Chống nước rất là cao, tận 200 m. Dạ, núm là núm vặn cổ chai, một góc kính lúp cho em như thế này. Chuẩn thép đúc, kim là kim đỏ nè nha, một góc lịch 3 giờ. Rồi bây giờ cái form này là dài lắm, 18 lần. Rồi lên cho em form rất dài. 860 giảm cho mình còn 500, giảm mạnh 360. Mã nó sẽ là B46. Lên cho em B47 nha. B47. Con này bữa trước em bán 500, con này là con hai máy. Đó, con này là con hai máy hiệu Ken. Con này hàng thời trang hai máy nhưng mà rất là đẹp. Thời trang máy Nhật. Da bò vân trúc em thay ha. Size con này là size 38,32, nấm chỉnh giờ hai bên hai máy. 500 giảm cho mình còn 250, giảm mạnh nha. Mã nó sẽ là mã B47. Rồi B48 nha. Con này bữa trước em bán 350. Con này là con G sóc. Đây, DW6900 nha mọi người. Đó, vỏ nó sản xuất tại Thái Lan luôn. Có đèn đầy đủ. Size con này là size 45,6. Đó, mở đèn là bên trong nó hiện con hà mã hay con gì nè. Đó, dây có xước, vỏ có xước nha mọi người. Cái này đeo quăng quật đi làm đồ thôi. Đó, 350 giảm cho mình còn 200. Lấy cái tiền bộ máy thôi mọi người, không có tính tiền gì hết trơn. 200 cho em nha. B48. Rồi B49 cho em nha. Con này bữa trước em bán 300 nè. Con này là Casio mặt hồng. Ở ngoài nó hồng hơn, ở ngoài nó hồng hơn ở trong video. Đó, hồng ở ngoài là hồng sữa. Da bò em thay size 24-25. Thể thao Casio xịn sò. 300 giảm cho mình còn 150, giảm mạnh 50%. B49. Lên cho em B50 nha mọi người ơi. B50 em lên cho mình con này. Con này là con T-Med. Bữa trước em bán 300. Indiglo. Từ từ để em bấm coi nó có lên đèn. Rồi con này không có lên đèn nha, đang chạy bình thường. Đó, dây khóa bím, dây bím nè, dây zin của nhà nó. Size nó là size 36,5. Rồi 300 giảm cho mình còn 150 nha. Giảm mạnh phân nửa. B50 cho em. Rồi B51. Con này bữa trước em bán 300. Con này là con T-Med dây dù. T-Med dây dù thể thao dạng sỏ nè. Đó, size con này là size 35,7 nha. Size 35,7 cho em. T-Med dây dù thể thao đeo nhẹ nhõm mười, đeo đi làm nữa. Rồi giảm cho mình còn 150. B51. B52 nha. B52 cho em con này. Con này là con Casio. Casio cho em 5 alarm STL100H nè. Đó, dây zin khóa zin nè. Đó, size con này là size 44,7 cho em nha. Con này là túi solar, năng lượng, không cần phải thay pin. Năng lượng cho em, chỉ cần mình sạc thôi, không có cần phải thay pin.
700 giảm cho mình còn 400, giảm mạnh 300, B52, B53. B53 lên cho mình con này. Con này bữa trước bán 550, con này của hãng Fula. Đó, like đúng một lần duy nhất có đến 4 viên kim cương. Ở đằng sau hàng chính hãng Fula nha mọi người, dây đồ em thay rất là đẹp luôn, rất là cưng. Hàng độc lạ. Mặt hai lòng ngoài trong nè. Size ngoài là 37,3, size trong là 25,3. Mặt nó bự mà dây nó nhỏ, nhìn nó không bị thô ha mọi người. Đó. Rồi Fula cho em đính 4 viên kim cương. Con này bữa trước em bán 550, bữa nay em bán cho mình là 300, giảm mạnh 250 nha. B53 lên cho em B54. Con này bữa trước em bán 500, lên đúng một lần duy nhất. Con này con cơ, cơ cót nha mọi người. Nó là dòng cơ cót cho em ngồi địa trung. Khóa bướm, khóa bướm bấm, à khóa bấm của nó. Rồi đằng sau cho em như thế này, máy vàng. Đó, nội địa trung. Cái này ai muốn trải nghiệm cơ, muốn rẻ thì mình lấy con này. Size 40,7 nha. Cơ luôn nha mọi người ơi. Dây cũng là dài luôn á. 500 giảm cho mình còn 300. Cơ vàng, máy vàng cơ cót B50. Máy tức thì quên nữa. B bao nhiêu đây? B54. Rồi B55. Con này bữa trước em bán 800 nè. Bữa trước em bán con này 800. Con này máy rất là xịn, sử dụng bộ cục pin rất là xịn luôn. Có đến hai viên đá màu xanh xoàng nè. Rồi cái là mặt lục lăng nè, ở đằng sau nè. Đó. Mà dạng dây nó là dạng dây xoắn nè, mạ vàng. Dạng dây xoắn mạ vàng, đeo như đeo chiếc lắc vậy á. Rất là đẹp luôn nha. Bữa trước em bán 800, bữa nay like đúng một lần duy nhất luôn. Bữa nay em bán 500 cho mình nha. Mã nó sẽ là B55. Rồi B56. B56 con này bữa trước em bán cho mình là 600. Con này là dây nó rất là dài luôn nè mọi người. Dây nó rất là dài nha. Nó là hãng Polo Club. Mặt của nó, mặt của nó màu xanh mà giống như là nó không biết phải kiểu hay là nó bị gì nữa đây nè. Đó, niềng xoay cho em nha. Thứ nè, tháng, ngày đồ đầy đủ full chức năng. Rồi đằng sau cho em thế này. Vỏ nó là vỏ si, vỏ hợp kim si, viền hợp kim si, dây inox size 37,6, dây dài. Rồi con này 600 giảm cho mình còn 300 nha. Mấy sáu kim của nó thôi là đủ rồi. Mã nó sẽ là B56, B57 cho em. Bữa trước con này em bán 650 nè. Con này là con Swatch Quiz. Em đã thay dây và khóa của nó là khóa bướm, rất là đẹp. Em đã thay dây da đời điểu xanh navy, mặt màu xanh rê nữa nè. Size con này là size 32,8. Size 32,8 xung quanh dập nè. Rồi máy đúc nguyên con cho em luôn nha. Bản dây da đà điểu, mặt xanh rê màu rất là đẹp luôn. Đó, khóa là khóa zin của nhà nó luôn. Nguyên cái bộ này 150.000 rồi. Đó. Rồi bữa trước em bán 650, bữa nay em bán cho mình là 400, giảm mạnh 250 nha. Mã nó sẽ là mã B57. Lên cho em B58. Con này bữa trước em bán 400. Con này là con Casio, Casio hiệu có đèn luôn nha mọi người. Casio hồi dạng hàng phổ thông á. Size con này là size 42. Size 42 cho em điện tử. Thời trẻ điện tử phổ thông. 400 giảm cho mình còn 180 luôn. Mã nó sẽ là B58. Lên cho em B59. Con này bữa trước em bán 200. Con này là mặt oval, có đính xoàng bên trong, hàng thời trang máy Nhật, da bò em thay, khóa vàng em thay. Đó, mặt kính thủy vàng rất là đẹp. Size 30 nhưng cho 30 nhưng cho 31. Mặt oval 200 giảm cho mình còn 100, lấy lại tiền bộ dây với cục pin thôi. B59. B60.
Bữa trước em bán con này 550. Con này là con Tết Nốt nha mọi người, dòng Star 3. Tết Nốt Star 3 thép đúc cơ cốt cho em. Đang hồng pin cho em nha, đang chạy đúng giờ. Con này like cũng đúng một lần duy nhất thôi nè, con Tết Nốt. Like có một lần duy nhất thôi, đúng đính đá nè. Thép đúc cho em nè. Dây của nó về sao em để nguyên vậy. Xoay ngang 22 nhưng cho 27 nha. Tết nó buổi bán 550, bữa nay bán cho mình 250, giảm mạnh luôn. Mà nó sẽ là B59, B60, B60 cho em. Con này bữa trước em bán 500. Con này là con Swatch quý thụy sĩ, mặt xanh navy, bên trong này cọc số La Mã, ở đằng sau đúc nguyên gì cho em nè. Dây vàng nha, dây ánh vàng ánh cam. Size con này là size 33,3 cho em. 500 giảm cho mình còn 207. B60 thụy sĩ. B61 cho em con này. Con này bữa trước em bán 600 nè. Con này là con ISL nha, hiệu ISL đồ mi cho em. Máy dập bên vàng mỏng. Size con này là size 29,5 là gần 30. Dây mỏng dây đúc luôn, đồ mi vàng hiệu luôn nha. Mặt khảm trai cho em nè, khóa là khóa hiệu, độ mỏng rất là cao đó, vàng đồ mi nè, độ đẹp rất là đẹp ha. Dây cũng là dài luôn á, dây con này 16 năm đổ về rồi. Bữa trước em bán cho mình 600, bữa nay em bán cho mình 300, giảm mạnh phân nửa luôn. B61 lên cho em B62 nha. Con này bữa trước em bán 1,8 triệu nè. Con này là đem like cũng đúng một lần duy nhất luôn nè. Nấm vặn cổ chai nè. Chỉnh giờ chỉnh lịch bình thường ha. Đó, chỉnh lịch bình thường. Bây giờ em chỉnh đến ngày hôm nay là 29. Rồi nấm ra chỉnh giờ. Thôi để qua con đó đi nha mọi người. Qua con đó đi để apply tiếp tục con B62. Con này là bữa trước em bán 700. Con này em like đúng một lần duy nhất nè. Mặt màu xanh xanh lá mà xanh siêu xe. Vỏ ngoài của nó không phải bị gì đâu mà nó làm giống cái gỗ, miếng gỗ á mọi người. Mặt gỗ á. Đó, rất là sang nha. Vỏ vàng cho em nè, da đà điểu em thay. Ở đằng sau nè mấy thiều sĩ đâu rồi. Đây, bản limited nè, bản sản xuất 5.000 chiếc. Con này là thứ 3.855. Nó còn nguyên tem đích luôn, Swiss Match nguyên tem. Like đúng lần duy nhất luôn á. Size con này size 31,5. Rồi. 700 giảm cho mình còn 400. B62. B63 cho em. Con này bữa trước bán 500. Con này là vỏ thép đúc nha mọi người, đây đằng sau nè. Đít xoáy cho em luôn, dập bên Morven. Đó, thép đúc sơn tĩnh điện. Viền của nó là viền xoay. Size con này là size 40. Size 40 cho em nha, niềng xoay nè. Thể thao nè. Đó, khóa là khóa zin nè. Rất là cưng luôn nha. Men, rất là men. 500 giảm cho mình còn 300. Giảm mạnh 200. B63. B64. Con này bữa trước em bán 450. Con này là con bạc đúc. Đây, bạc đúc 925 silver. Nó đang bị ăn mòn cái bạc đúc nè. Đó. Cái mông nói chung là mông xấu. Đó, cọc số là mã mặt đục lăng. Da đời điểu em thay. Cái này ai không quan trọng, đeo nó úp vào trong như này không thấy nha. Đó, rất là không thấy đâu nha mọi người. 450 giảm cho mình còn 200 thôi. Em lấy tiền cái máy thôi, tiền bạc không tính luôn. B64. Rồi B65. Con này bữa trước em bán 820. Thép đúc nha, hiệu VN20 Food. Nào máy thụy sĩ cho em nè mọi người, kính sapphire. Rồi ở đằng sau cho em như thế này, nguyên tem đích luôn. Đó, Swiss Match nè. Tem này là lột ra là đẹp hết nha mọi người. Khóa dập hiệu nè, dập nổi luôn nha.
đó, kim xanh navy mặt cẩm trai sờ cừ cho em. Size con này là size 30, 29,5 là size 30, núm dập hiệu nè. Con hiệu Winnie Food, cái kính nó là mình bên trong viền nó ra ngoài như thế này nè, hiệu rất là lạ, dáng rất là lạ luôn á. Đó, hàng máy Thụy Sĩ nha. Phơm tay con này là 15 năm đổ về, làm mát thì em tính thêm vài chục ngàn nữa. Đó. Rồi 820 giảm cho mình còn 450, máy Thụy Sĩ hiệu Venue Food. Mã nó sẽ là B64. Lên cho em B65. B65 con này bữa trước em bán 200 này, giờ bữa nay em bán 100 luôn. Con này là con QQ máy Nhật đàng hoàng, kim vàng cọc vàng, dây cao su, bán bằng tiền bộ dây thôi. Đó, 100 nha. Size con này là size 40, 39,6. Size 40 cho em, máy này đeo đi làm đồ nó không sợ bị tổn thất. 100 cho em B65. B66. Con này bữa trước em bán 400. Dây này về sao em để dễ em không có thay nha. Con này khảm trai bản 2 kim đang chạy đúng giờ, có một viên kim cương xanh dây đờn mi ở đằng sau như thế này, máy là máy Nhật nội địa luôn nha. Mặt khảm trai sà cừ ánh 7 màu. Khảm trai sà cừ ánh 7 màu nè. Rất là đẹp luôn, dây là dây màu Việt Quốc á mọi người. Rất là cưng. 400 giảm cho mình còn 200. B66. Lên cho em B67. Nước chanh đi. B67 con này bữa trước em bán 600. Con này là dây trái tim đờ mi, tim đặc nha mọi người. Tim đặc luôn cho em, anh ba soi rương nè. Rồi ở trong đây như thế này, đeo như đeo vàng thật á. Đeo như đeo đeo lắc vàng thật á, rất là cưng. Đó, dễ thương lắm. Dây trái tim nha, dây này là 16 nữa về đeo được. 600 giảm cho mình còn 300, giảm mạnh 50%. B67. Rồi B68 cho em nha. Con này bữa trước em bán 900. Con này là con Givenchy, Givenchy thép đúc luôn cho em luôn. Hiệu Pháp, máy dập ben, vỏ mộc vàng, đeo như đeo lắc vàng, rất là cưng, đẹp nha, độ mới cao. Size con này là size 25, phơm tay 16, 16 năm đổ về. Đeo như đeo Givenchy làm dáng như trang rim mình quay luôn. 900 nha, giảm cho mình còn 500, giảm mạnh 400. B68. Lên cho em B69. Con này bữa trước em bán 350. Con này là con Ele. Ele Elite kính giác cạnh kim cương, màu nước biển. Size con này 24, 24 25. Đó, cưng xỉu. Mua cho mấy mua mấy cái này nó bền rồi mọi người. Phông tay 15 đủ về ha. Con này em bán cho mình 150. 150 cho em nha, kính giác cạnh kim cương. Mã nó sẽ là B69. B70. Em lên cho mình con này. Con này là con Versace. Versace máy Thụy Sĩ. Máy Thụy Sĩ kính kính sapphire dáng oval vuông tròn bầu, xung quanh hoa văn. Con này bữa trước em bán 2 triệu 2, mặt huyết đỏ nè. Đó, thép đúc bọc vàng cho em, đít bắt ốc ở đằng sau như thế này. Đó, kính sapphire máy sweet matte, bên hông có dập hiệu nha. Đó, 2 triệu 2, bữa nay em giảm cho mình còn 1 triệu 6, giảm mạnh 600. Dây này có dây mắc thừa nó yên tâm. Đó, 1 triệu 6 cho em nha. B69. Rồi thôi, em lên như đây thôi nha mọi người. Còn lại thì sẽ vào phiên sau. Và cảm ơn mọi người đã xem video của em. Bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn, bên em không có ship code không cọc. Dù là cọc 100 thì mình vẫn phải chuyển khoản cọc để bên em có cái tin nhắn chuyển khoản để quản lý với bên shipper nha mọi người nha. Là một ngày đi bao nhiêu đơn code, bao nhiêu đơn chuyển khoản hết, bên em sẽ nhìn theo cái tin nhắn chuyển khoản của mình đó. Chứ mình không có tin nhắn chuyển khoản là chắc chắn 100% là em không nhớ đóng đơn cho mình. Tại vì hầu như em đóng đơn em không có nhìn tin nhắn Zalo, em chỉ nhìn tin nhắn chuyển khoản thôi. Nên mọi người nhớ lưu ý giùm em, nếu chuyển khoản hết thì em sẽ cộng 20.000 tiền ship dưới 1 triệu nha. Trên 1 triệu em sẽ free ship cho mình khi chuyển khoản hết.
Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.